khác. Lấy đi. Cái đâu? Cái trong kia. Ừ. Anh mới được có 31. Mày phố. Về, tôi làm gì? Muộn rồi, 5 giờ rồi. 6 rưỡi anh tái đây này. Lấy đồ chuẩn bị, anh còn chuẩn bị đồ về nhà để ăn cơm, cơm. Có gì ăn đấy thôi. Có đồ gì đâu nhỉ? Ôi, tiền em đưa cho anh. Bắt đầu à? Kiểu bắt đầu à? Rồi, rõ chưa? Mày mày điên luôn cho nó luôn. Nhiều rồi. Em chơi đêm có ai về? Hà đi đâu nhỉ? Không mở cửa. Chơi đêm có ai?